Sáng 24 tháng 10, Cục Thuế tỉnh Con Tum tổ chức bấm số lựa chọn hóa đơn may mắn quý 3 năm 2023 và công bố người trúng thưởng. Tại đây, đại diện Hội đồng Giám sát thực hiện bấm số hóa đơn may mắn quý 3 năm 2023. Kết quả, qua lựa chọn ngẫu nhiên của phần mềm hóa đơn may mắn, đã chọn ra 14 hóa đơn may mắn thuộc diện đối tượng đủ điều kiện tham gia chương trình do Cục Thuế tỉnh quản lý trên hệ thống hóa đơn điện tử tập trung của ngành thuế, trong đó gồm một giải nhất và ba giải nhì, năm giải ba, năm giải khuyến khích cho các cá nhân, hộ kinh doanh may mắn trúng thưởng từ chương trình quay số hóa đơn may mắn quý 3 năm 2023 với tổng giải thưởng trị giá 30 triệu đồng. Chương trình hóa đơn may mắn được cục thuế tỉnh duy trì triển khai nhằm đem đến quyền và lợi ích thiết thực cho người nộp thuế trên địa bàn tỉnh.